nó không dám lại. Có mẹ nó mà bày vịt cấm vậy. Vịt mẹ. Á, vịt con. Con vịt mẹ nó kêu con vịt con lại kêu má tiếu. Á nó. Á, nguyên bày vịt con luôn, cưng quá. Con biên ca nam má tiếu. Sếp à, nó đi xuống bơi rồi. Nó ăn no xong rồi nó đi xuống bơi với mẹ nó rồi kìa. Mấy con vịt con à, nó nhảy xuống kìa mà tiêu à, kinh không. Ủa có ba con rồi. Đang xuống từ từ. Nóng quá nên đi bơi vậy. Cá nữa chưa. Baby cana. Cái con vịt mẹ lên kìa mà tiêu nó lên kìa mà tiêu cho. Ủa bơi tiếp không có lên dễ gì nó bỏ con đó, giống như mẹ vậy á, mẹ dễ gì bỏ ma tiêu đi đâu cũng có nhiều baby can á. Ừ cô baby can á. Ừ sus baby can á sus sus mama mama can á. Con vịt nó ăn nè. Khôn dễ sợ luôn. Quá. Ăn xong rồi nó kêu con đó nữa. Dạ à, nó tha bánh mì lại cho con đó kìa. Cưng ghê chưa. Con nó không dám lại á mà tiêu. Nó đem lại đẳng cho con đó kìa. Đó, nó móm cho con nó ăn kìa. Ăn no xong rồi xuống bơi nữa hay nè. Ăn câu canh nè. Trời ơi, con cá nó bự gấp mấy lần con vịt luôn. Có khi nào nó hả họng nó ăn con vịt con không chàng? Bảy con vịt con. Ơi